Chào tôi Kevin ha. Bây giờ mình đang là chủ xe là xe WRX mới tầm mua kháng. Thì đây là chiều gặp toàn là mưa thôi, giờ phải lau xe lại nè. Nói chung là xe này thì người bình dân đi là được, bình dân đi được tầm tiền như là bình dân. Nói chung là nó rẻ so với những cái hãng khác, ví dụ Yamaha thì có những cái xe mà nó mạnh hơn, nó tốt hơn, nhưng mà nói chung là Honda thấy mình thấy nó bền rồi. Dế nó tiết kiệm xăng. Rồi đây là mình mua xe là 2018, thì xe đó là xe Fi, xe phun xăng điện tử Fi 2018 phiên bản đỏ đen. Quanh đây là quanh đúc, quanh thăng đùm, thăng đùm, quanh nang hoa. Đây, lâu. Nói chung là đi trong nói chung là trong tháng em lâu cũng có nhiều lần rồi. Vì trong Sài Gòn mưa, lúc nào nó cũng mưa hết, mưa hoài, mưa quỷ. Nói chung là lau xe cho nó mới, lau xe cho nó mới thì làm ăn mới tốt được. Thì đây là xe này, mình thấy là cái phiên bản ha. Thì trên thị trường giờ nó bán cái những phiên bản, ví dụ phiên bản là phiên bản thắng đĩa, phiên bản thân đĩa trước, thân đĩa sau, rồi có những phiên bản xe là xe, rồi có những xe những đời xe như quay phe, quay black, rồi quay tới xe này là quay RSX Fi 2018, rồi tới xe một cái xe nữa là gọi là cái xe ta, xe quay future vì vì nói chung vì ở nhà chật chội nên nước nó cũng không nước nó là thấy nó rửa xe ở ngoài thì tầm 15-20 ngàn thôi, nhưng mà mình lấy dĩ lâu cho nó sạch bớt là nó cũng đỡ bớt một xíu, không cần đưa tới tiệm thì tới 15-20 ngàn thì giờ mình rửa nó yên tâm hơn. Nói chung xe này đi rất tiết kiệm xăng này. Mình đi tầm, ví dụ mình đi tầm bao nhiêu cây ta? Mình đi tầm, ví dụ mình đi 2 ngày mình đổ một lần, mình đổ đầy xăng, đi được 2 ngày. Trong 2 ngày đó mình đi được 100 mấy cây đó. Nói chung đi 1 lít mấy đó, một đổ đầy bình là đi tầm 1 lít mấy đó. Thì đi tầm trong 2 ngày đi được mấy trăm mấy cây. Nói chung tiết kiệm xăng. Cái dòng phiên bản này là dòng phiên bản phun xăng điện tử nè, cái Fi nè, nên tiết kiệm xăng VFE nè, VFE mà cái bộ chứa hồi khí. Còn đây là phun xăng điện tử, nói chung là tiết kiệm xăng hơn nhiều. Còn bây giờ nó ra một cái hãng, nó ra một cái dạng là quay RX mà, nhưng mà cái nó là cái phiên bản nó dạng là cái hoa văn BD chữ RX. RSX nó sẽ in nổi trên cái xe máy này nè. RX, còn đây là cái chữ RSX là nó in chìm giống bình thường như cái đời đầu. Còn đời bây giờ là có là nó có in nổi BD trên cái xe máy. Nói chung là nó đẹp hơn nên tính không. Thì các bạn có thể là mua những cái xe, ví dụ là cái xe như quanh thắng cái gì vậy ta, quanh bên đây nè, quanh xe đây này, thì quanh nút thì nó đẹp hơn, nó nhiều tiền hơn nhưng mà nó đẹp hơn. Còn đây là quanh đan hoa thì nó tiết kiệm tiền một xíu, nhưng mà cái tiết kiệm xăng thì nó như nhau, hai xe nó cùng một lốc máy thì đương nhiên nó sẽ như nhau. Lau xe tầm một tuần là lau một lần, vì đi xe nó bủa nó bẩn bám lên tùm lum hết. Đây.
vô lấy thì nói chung cái xe này là nó tiết cái bình xăng, tiết bình xăng là các em đã biết rồi, cái dòng xe, những cái dòng xe, dòng xe S2 thì các em biết rồi, cực kỳ tiết kiệm xăng. Kể hai hãng là về hãng Honda và hãng Yamaha là đều có những cái phiên bản Fi. Bên Honda thì nó có phiên bản là ví dụ là quay âm khoa thì nó có phiên bản là phiên bản gì ta, phiên bản bộ chứa hòa khí, nó chỉ có phiên bản bộ chứa hòa khí thôi, nó không tiết kiệm xe bằng tiết kiệm xăng bằng cái này. Còn cái này là phun xăng điện tử Fi thì nó tiết kiệm xăng hơn của thằng WMF này, chỉ có bộ chứa hòa khí thôi. Cách hoạt động xăng nó là xăng nó xuống thì nó không có điều tiết giống như cái phun xăng điện tử này. Phun xăng điện tử này nó điều tiết thì nó sẽ tiết kiệm xăng nhiều hơn cái phiên bản WMF điều tiết. Còn về tiết kiệm xăng ha, tiết kiệm xăng thì bây giờ từ cái Fi thì nó tiết kiệm nhất. Còn cái phiên bản quay black thì nó có phiên bản nó cũng có nó nằm giữa xiên kỹ giữa quay alpha và quay RS. Thì quay black thì nó nhỏ như là cái quay alpha vậy đó, nhưng mà nó vẫn là cái phun xăng điện tử. Còn quay alpha là chỉ có là bộ chứa hòa khí thôi. Nói chung là quay black nó tiết kiệm xăng hơn quay alpha nhiều. Rồi. Còn cái dòng quay RS này thì nói chung thì nó tiết kiệm xăng. Đây, nó nằm giữa phân khúc là quay filter và quay black, quay alpha, nói chung là nằm giữa xen kẽ giữa hai xe đó. Thì xe này thì giá tiền nó cũng tương đối. Vừa giá tiền thì nó sẽ nhỉnh hơn thằng quay MP. Ví dụ quay MP thì 18 triệu, thằng này 24-25 triệu. Còn cái vi filter thì nó phân phối nó lớn hơn thì nó không có tiết kiệm xăng bằng thằng này. Thì số tiền nó sẽ hơn. Nói chung quay filter thì nó sẽ bền hơn. Bền và nó đẹp hơn, màu mày nó đẹp hơn cái thằng quay rưỡi này. Mình thích chọn cái xe này vì nó tầm trung nè, nó tầm trung, đi tầm trung được, đi làm, đi học, đi ấy đâu đây dễ. Còn cái xe, những cái xe quay filter thì những người thành đạt, ví dụ những người mà đi làm công sở đâu đó thì thích hợp cho quay filter. Còn quay alpha thì thích hợp cho những nào là những người nào mà đi muốn tiết kiệm xăng, ví dụ thường đi hàng ngày muốn tiết kiệm xăng mà nó dở sửa chữa thì nó lấy quay alpha thôi. Còn muốn tiết kiệm xăng mà nó dạng vừa đi chơi vừa đi làm thì quay alpha thì vẫn được, quay filter thì vẫn xong. Đây, nói chung là sau này, càng về sau này thì có những dòng xe nó đẹp hơn. Thì bây giờ là có cái dòng quay RS nhưng mà nó có phiên bản là theo chữ nổi này, chữ BD nổi này là nó đẹp hơn cái phiên bản cũ này. Nó hình như chỉ có phiên bản hoành đúc thôi mới có thôi, sao phiên bản hoành đúc thì mới có, còn phiên bản hoành đen hoa thì không có. Nói chung về xe thì bát ngàn. Thì hiện nay thì cái xe Honda thì nó có quay alpha, quay black, và quay RS, quay filter, thì cái những hàng phổ thông như vậy. Nói chung là nó tốt. Mình thích Honda, nói chung là Honda thì nó thích quay Honda. Cái dạng xe máy này tiết kiệm xăng lại trầm. Bạn nào đi nhiều thì nên mua xe này để tiết kiệm xăng này, đi nó vẫn ổn, vẫn đẹp. Nó đẹp hơn quay black nhiều, nó to hơn, nó đẹp hơn, hình dáng nó đẹp hơn, nó to hơn, nó nhỉnh hơn quay alpha nhiều. Quay alpha thì nó rỉ, nhưng mà chế độ xăng cộ thì nó thua thằng quay rỉ này. Rồi, xin chào bạn, hẹn bạn gặp trong video lần sau ha.